Sự phối hợp sẽ là chủ đề của vòng đấu này. Hầu hết các thí sinh đều cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Dường như tính chất quan trọng và quyết định của những vòng đấu loại trực tiếp đã khiến cho một vài thí sinh phải tranh thủ thời gian để tập luyện. Nhìn họ hăng say thể hiện, chúng tôi nhận thấy ở đó là cả một lòng quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ càng cho các thử thách ở những ngày thi đấu tiếp theo. Các chàng trai tỏ ra rất hào hứng với những điệu nhảy hip hop sôi động và đặc biệt được chứng kiến tận mắt màn trình diễn khá ấn tượng của chính thầy Tim. Mặc dù lần đầu tiên tiếp xúc với những động tác sôi động của hip hop, nhưng các thí sinh cũng chứng tỏ khả năng hòa nhập rất tốt của mình. Dường như Tú nhận ra cơ hội của mình đang dần bị thu hẹp. Cánh cửa đi đến giấc mơ hoàng tử đang dần khép nếu cậu không nỗ lực để chặn lại. Trở lại sàn nhảy sau giờ nghỉ, các chàng trai sẽ bước vào màn thi trổ tài nghệ bằng tất cả những gì mà họ đã lĩnh hội được qua sự chỉ dạy của các vũ công. Ai sẽ là người được chọn làm vũ công triển vọng nhất? Câu trả lời sẽ có ở phía trước. Các thí sinh phải dồn hết sức lực vào đôi chân để thể hiện mình.